2 phút đối với bạn trôi qua nhanh veo veo như bạn xem hết chiếc video này, nhưng 2 phút đối với mình khi tham gia chương trình tập Circuit Training của chị Hana Giang Anh thì nó dài như 20 phút luôn ý. Đau xé đùi hay thở dốc, chân run run là những gì bạn sẽ cảm nhận được khi tập phương pháp mới này. Vinh dự khi được là một trong những người được chị Hana mời trải nghiệm mà mình háo hức kinh khủng luôn. Đây cũng là lần đầu mình tiếp xúc với chị Hana Giang Anh và phải nói đúng không hổ danh là một người chị đã truyền cảm hứng và động lực tập cho biết bao nhiêu người. Bà chị này luôn tỏa ra những năng lượng tích cực nhất, sôi nổi nhất, mà luôn thấy bà ấy cười trong mọi nơi mọi lúc ấy. Năng lượng ở đâu mà nhiều thế? Trên video như thế nào thì bên ngoài Hana cũng y như vậy luôn mọi người ạ. Circuit Training tại Inspire Beauty Studio sẽ có tổng cộng 5 tổ hợp, mỗi tổ hợp 3 bài tập và mỗi bài tập là 2 phút, bao gồm các bài tập cơ kết hợp với cardio. Đến cái lúc này thì bạn sẽ hiểu được là 2 phút nó lâu như thế nào, và cho dù có kêu bố ơi mẹ ơi cứu cái đùi của con thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu, vì sẽ hòa tan trong tiếng nhạc cực kỳ trái cùng với sự hô hào và động viên từ các bạn huấn luyện viên tại đây. Ôi giời ơi, mình tập cái tổ hợp cardio đầu tiên mà tưởng chừng như muốn cháy cái đùi luôn rồi mọi người ơi. Là một người tập gym nên khi đổi sang cường độ tập luyện nhanh như thế này thì mình đang chưa quen và chưa điều hòa được nhịp thở. Tuy nhiên thì sang các tổ hợp tập cơ sau thì mình đã bắt đầu quen dần rồi, nhưng mà vẫn rất là mỏi nha. Đi hết từ cái mỏi này sang cái mỏi khác, từ cardio cho tới cơ tay vai rồi cơ chân mông, cuối cùng kết thúc là cơ bụng. Nhưng ai dù mỏi lắm rồi mà thấy người bên cạnh vẫn đang cố gắng là cũng muốn cố gắng đua theo luôn á. Và khi mà tập xong rồi thì nó là một cảm giác vô cùng sảng khoái và xứng đáng. Mồ hôi túa ra như tắm nó mới đã gì đâu. Kết thúc buổi tập, được nói chuyện với chị Hana và chia sẻ cảm giác sau khi tập xong, lại còn có quà đem về thì thực sự là một trải nghiệm cực kỳ ý nghĩa và đáng nhớ đối với mình. Ai mà cảm thấy các bài tập trên YouTube không đủ đô thì phải thử ngay phương pháp Circuit Training mới này tại Inspire nhé.